phân biệt các triệu chứng dễ nhầm lẫn khi mắc sởi và sốt phát ban. Sởi và sốt phát ban là hai căn bệnh với nhiều triệu chứng khá giống nhau như sốt, mệt mỏi, đau nhức cơ thể và nổi phát ban. Dưới đây là những điểm khác nhau ở bệnh nhân khi mắc hai loại bệnh này. Đốm Koplik. Trẻ mắc sởi sẽ nổi các đốm màu trắng xám, có quầng đỏ gọi là đốm Koplik ở trong miệng, má. Các đốm này thường nổi lên như một dấu hiệu cảnh báo trẻ đã mắc bệnh sởi. Trong khi trẻ bị sốt phát ban sẽ không bị nổi các đốm này. Thời điểm nổi phát ban. Khi mắc sốt phát ban, trẻ thường nổi các nốt phát ban khi đã đỡ hoặc hết cơn sốt. Trong khi trẻ mắc sởi khi lên phát ban sẽ sốt cao hơn nữa. Đặc điểm nốt phát ban. Khi mắc sốt phát ban, thường nổi hồng ban có dạng mịn và sáng, ít gồ lên mặt da. Phát ban ở sởi là các ban đỏ, sần và nổi gồ lên trên bề mặt da. Khi khỏi bệnh, các ban ở sốt phát ban sẽ không để lại dấu vết gì trên da trẻ, còn ban do mắc sởi sẽ để lại các vết thâm đặc trưng trên da gọi là vằn da hổ. Ban ở sốt phát ban khi nổi sẽ thường xuất hiện ở ngực, bụng, lưng rồi lan ra toàn thân. Còn các ban khi mắc sởi sẽ xuất hiện tuần tự từ sau tai, trán, rồi lan ra toàn thân.